Vâng, xin chào toàn thể các bác. Ngày hôm nay em Tuấn sẽ moi móc toàn bộ cái cấu hình của con Benu Junli này để cho quý anh chị em tham khảo nhé. Đây có thể nói là dòng Ben hiện tại đang là số 1 ở trên thị trường thời điểm hiện nay, chất thép tốt, giá thành hợp lý và đầu tư cực kỳ hiệu quả. Chính vì vậy số lượng bán ra của nó rất là lớn quý em nhé. Một vài cơ bản của nó thì cái đầu tiên phải nói đến đó chính là phần thùng. Thùng của nó là thùng rất to, thùng hiện tại của này thùng rất to, thùng 25 khối rưỡi quý em nhá, 25 khối rưỡi bằng mặt thùng nhá. Đó, chúng ta nhìn cái thiết kế của nó đẹp không ạ? Thiết kế hai cái đố dọc to, hai cái đố dọc này nó rơi khoảng 40 phân nhá, 40 phân và hai cái gân ngang dọc theo thành thùng như thế này, nó sẽ giúp cho thành thùng vừa to hơn, vừa chắc hơn, lại nhìn còn đẹp hơn, đẹp hình thức, đẹp chất lượng và đẹp cả giá cả. Đấy, và điều đặc biệt tiếp theo ở cái thùng này vẫn phải nói lại đó chính là dòng thép này là cái dòng thép mà chúng ta dùng cái khoan điện là không thể khoan được đâu nhá. Đó, dòng này mà các bác về chạy đá này, đá 1-2 hay là đá 2-4 thì tuyệt vời luôn này. Đá 1-2, 2-4 sỏi đất hay là cát rất là ok. Đó, dòng này thì cái mặt thùng nó hơi nhám nhám một chút nha. Ở phần đít thùng các bác để ý nhá, cái này thì nó hơi ngắn này, tuy nhiên thì bọn em sẽ tăng thêm một cái lưỡi nó kéo đến tận đây này, thì về các bác hàn lại không, hàn ra thêm một tí. Đó, bọn em tặng luôn cho các bác một cái lưỡi nhá, thì các bác hàn ra thêm một tí thì đổ ben nó sẽ qua được cái cản này nhỉ. Đó, chúng ta không phải cắt mà nó đổ thì nó sẽ tránh được cả cái đèn hậu này, tránh bị va chạm rất là ok. Đuôi thùng thì các bác có thể thấy là thiết kế khá là thẳng, khá là đứng á. Nó có thêm cái thang này, hai cái đố dọc này, hai cái đố này sẽ 20 phân, 18 phân thôi nhỉ. Đó, cái đố này nhiều bác lấy Only rất thích, cái đố rất to. Cái đố này nó phải rơi khoảng đây, em đo cho các bác 50 phân này, gần 50 phân này. Đó, cái đố ở trên đầu thùng nó cũng rất là to này. Còn đây là tháp ben này. Tháp ben đây là bọn em chưa đổ hết ben nhá, quý anh em nhá. Tháp ben 225. Đổ lên 5 đốt. Cao lên là 6m7. Thì nghĩa là nó gần như là nghiêng một góc rơi khoảng 80 độ rồi nhá. 80 độ gần như thẳng đứng. 75 đến 80 độ gần như thẳng đứng. Còn đây chúng ta nhìn cái gầm thùng của nó này. Nhìn thằng Uli. Thằng Uli thuộc nhà máy thuộc tập đoàn Sinochắc. Thuộc tập đoàn Sinochắc mà sản xuất ra xe hổ vồ cho quý chị em ấy. Thì chúng ta nhìn cái hệ thống gầm bệ chassis của nó. Từ ngày xưa nó nổi tiếng về cái độ gầm bệ của chassis, kể cả đầu kéo hay là xe thùng, xe ben đều gầm bệ chassis đều rất tốt. Và con móc ben này cũng thừa hưởng cái công thức làm gầm bệ chassis của nhà máy Sinochắc hổ vồ quý em nhá. Nhìn này, nhìn đó, quý em có thể thấy là những thiết kế tinh tế, đơn giản, hiệu quả và chắc chắn. Dòng này nó sẽ có thêm hai cái đèn ở đây này, hai cái đèn ở đây nữa nhá, để nó sẽ như kiểu một cái đèn pha á, để quý em có thể soi ở đây này. Đó, nhìn rất là tiện, nhất là quý em mà làm đêm thì cực kỳ cần. Đó, thùng đồ thì tương đối thôi. Còn đây là phần chassis ở dưới này, cổ lồng hai lớp quý em nhá. Này, cổ lồng hai lớp, lớp này dày khoảng 6 ly và bản chassis ở trên dày khoảng 1 phân, ở dưới dày khoảng 1/2 quý em nhá. Đó, xin lỗi quý anh chị em, cổ nó ngoài hai lớp thì nó sẽ có một lớp táp lồng ở đây này và một lớp táp lồng ở đây này. Đó, thì chính ra phần cổ nó rất là chắc. Đấy, còn đây là bản chassis đứng, bản đứng của nó thì là bản 50 phân. Thì đối với dòng Ben này thì kể cả quý anh chị em mà chạy căng lắm, em cho là căng lắm thì quý anh chị em kể cả về nối ra hay là như thế nào thì nó chỉ khoảng 50-60 tấn là căng. Thì với phần chassis này thì yên tâm, chất thép cũng như là cái công thức làm chassis của Sinochắc cực kỳ là tốt. Chính vì vậy các bác rất là chuộng cái dòng Ben U này. Nhìn có thể là các bác nhìn thấy nó hơi mỏng một chút, tuy nhiên là chỉ cần nói đến Uli Sinochắc thì quả thật là cái phần chassis của nó thì không phải bàn,
Đây, ở dưới phần đuôi thùng nó sẽ có thêm một lớp lồng ở đây nữa này. Đây, anh em có thể quan sát. Lớp lồng này nó sẽ giúp cho phần đuôi thùng chắc chắn hơn khi mà đổ bèn nhé. Đó, yên tâm. Lốp. Dòng này là dòng lốp 24 thép, lốp có sắt 24 thép. Lốp này thì chạy mỏ này, chạy nặng này, thoải mái luôn quý anh em ạ. Đó. Ốc một bình lại chín ốc lớn này. Đó. Còn về phần cấu trúc, quay ra để xem. Cấu trúc của nó thì nó vẫn sử dụng cầu Fua. Cầu Fua 13 tấn chính hãng. Đó, cầu Fua 13 tấn. Còn về phần lá nhíp thì nó chỉ có 8 lá thôi. Tuy nhiên là nó có 4 lá mặt. Với mỗi lá dày 1/6, rộng 9 phân nhá. Phần lá nhíp này thì yên tâm luôn này. Đó, chúng ta nhìn những cái răng của nó này. Đấy, răng cái đuôi thùng này. Đó. Gần như là dòng này là quá là hiệu quả ở thời điểm hiện tại. Thùng to này, giá cả hợp lý này, chất lượng, dùng bền bỉ, cũng như là cái hình thức của nó rất là đẹp. Quý chị em có thể tham khảo qua dòng móc Ben U Unli quý em nhé. Quý chị em nào mà quan tâm đến dòng Ben U Unli này thì hãy liên hệ ngay với em Tuấn ở số điện thoại trên màn hình quý em nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý chị em tại video sau.